chiều ngày 25 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 13 tháng 11 năm Quý Mão tại văn phòng phân ban ni giới tỉnh, chùa Tịnh Nghiêm, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2024. Hội nghị được sự quan lâm chứng minh của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó Trưởng ban Trị sự, Phó Thường trực ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Về phía chư ni có ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó Ban Trị sự, Trưởng phân ban ni giới tỉnh, ni sư Thích Nữ Huệ Năng, Phó Ban Trị sự, Phó Thường trực phân ban ni giới tỉnh, ni sư Thích Nữ Tuyết Liên, Phó Trưởng phân ban ni giới tỉnh cùng chư tôn đức ni trong phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang và quý Phật tử đồng tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm nêu lên tầm quan trọng của hội nghị dựa trên các hoạt động trong năm qua để rút kinh nghiệm cho năm tới, phân ban ni giới tỉnh nhà hoàn thành tốt hơn nữa trách nhiệm giao phó. Thay mặt ban thư ký, ni sư Thích Nữ Tịnh Thủy, chánh thư ký phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, phân ban ni giới tỉnh đã hoàn thành tốt các chương trình hoạt động theo như nghị quyết hội nghị tổng kết năm 2022 đề ra như thống kê tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử. Đặc biệt với công tác từ thiện xã hội, chư ni trong phân ban ni giới và các tự viện trong tỉnh đã thực hiện các hoạt động công ích mang lại nhiều niềm vui cho mọi người, như bảo trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục vận hành trường mầm non Tịnh Nghiêm, hỗ trợ cho sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các phiên chợ yêu thương không đồng, hỗ trợ người nghèo, tặng quà cho bà con nghèo, tặng máy ấm khuyến học cho học sinh gặp khó khăn về nhà ở, tặng hàng ngàn suất cơm từ thiện cho người nghèo và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi và nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Tổng kinh phí từ thiện trong năm là 7.587.200.000 đồng. Về phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2024, phân ban ni giới Phật giáo tỉnh đã xây dựng chương trình làm việc trên nguyên tắc phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó cũng định hướng cho các tiểu ban trực thuộc tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm qua. Thay mặt Ban Thư ký, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Huệ Phát cũng có những góp ý thiết thực để Ban Thư ký của phân ban hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình trong thời gian tới. Với những hoạt động tích cực của chư ni trong năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có bằng công đức tặng đến tập thể phân ban ni giới và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm được giao. Tại hội nghị, trước khi phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã gửi tặng văn phòng phân ban ni giới tỉnh chiếc y mà Thượng tọa cùng đoàn ban thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa thực hiện chuyến đi về nguồn trên đất Ấn đã thỉnh được từ Kim Tượng Đức Thế Tôn tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thượng tọa cho rằng đây là niềm vui và cũng là động lực mà Ban Trị sự muốn chia sẻ đến chư ni để cùng nhau tinh tấn thực hành lời Phật dạy và hoàn thành các Phật sự sắp tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Lộc khen ngợi những thành tựu mà chư ni đã làm được trong năm qua. Tuy nhiên, Thượng tọa cho rằng chư ni cần phải có phát biểu góp ý nhiều hơn nữa trong hội nghị để làm sáng tỏ hơn các phương hướng hoạt động sắp tới. Thượng tọa cũng lưu ý với chư tôn đức ni phải quan tâm hướng dẫn chư ni các tự viện sớm hoàn thiện đề án nhân sự, ban quản trị để tiến hành thực hiện thành lập trong năm 2024. Khi đề cử nhân sự phải có tình lý, thứ tự, không nên quá đề cao quan điểm cá nhân dẫn đến ni chúng bị xáo trộn và gây hiềm khích với Phật tử. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm phát biểu ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc và Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nguyện sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động của ni giới tỉnh nhà để cùng với chư tăng phát triển Phật giáo Tiền Giang ngày thêm vững mạnh.